ngày xưa thì có thêm một lần đau nè, nàng kiều lỡ bước nè, chú mưa nè. Xin chào tất cả các bạn, mình là Titi. Mình đã từng là một trưởng nhóm của HKT và mình đã tách ra solo. Cách đây khoảng hơn một năm thì Ti đã tách ra solo và không còn ở trong nhóm HKT nữa. Khi mà đứng ở vị trí trên sân khấu chỉ có một mình và mình cảm thấy nó cô đơn và lẻ loi. Khó khăn nhất của mình là mình phải làm lại từ đầu, mình phải tạo cho mình một cái gì đó, một cái sắc nét gì đó riêng để mình đứng trên sân khấu khi một mình có thể phục vụ cho tất cả khán giả, các fan hâm mộ của mình một cách tốt nhất. Ti, điểm mạnh của Ti là mình có thể mình nhảy. Nói chung hát thì do các bạn đánh giá thôi. Nhưng riêng về Ti còn phải học hỏi rất là nhiều hơn nữa. Mình đã trải nghiệm và học hỏi rất nhiều khi bước ra hát một mình. Nói chung thì cái tốt của mình hiện tại bây giờ thì nó hoàn toàn là không tốt lắm đâu. Nó cũng vẫn đang là trong sự cố gắng thôi. Wow, có vẻ nhiều lắm. Thêm một lần đau nè, nàng kiều lỡ bước nè, chú mưa nè. À, quay về thời gian trước còn lúc còn nhỏ nữa là chuyện nhỏ nè, vũ điệu HKT nè, nói chung là khá nhiều. Cái này khó vậy ta. Anh cần một vòng tay để dựa vào những lúc cô đơn mình anh chống chọi, anh cần một vòng tay ấm áp và anh cần lắm. Khó hát quá. Anh cần một vòng tay để dựa vào những lúc cô đơn mình anh chống chọi, anh cần một vòng tay ấm áp và anh cần lắm những quá khứ. Quá khứ nó đang dần giết chết anh, làm sao thoát ra được. Mỗi đêm những cơn thức trắng anh vừa chớp mắt thì em ở trước mặt, hát sao cũng quay lại là rap nữa. Quý khán giả chú ý đón xem vào lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3.